Chào toàn thể mấy anh em đam mê chuyện cô gái trên cả đất. Hôm nay là mình có cái video giới thiệu về cái cách nuôi chim sinh sản dễ hay khó và những cái yếu tố quyết định sự thành công trong cái việc nuôi chim sinh sản. Nuôi chim sinh sản thì dễ thì cũng không phải là dễ, mà khó thì cũng không phải là khó. Nó có nhiều yếu tố nó quyết định cái sự thành công của mình. Thì mình nuôi ít chứ không có nhiều, khoảng tầm mười mấy cặp thôi. Hôm nay mình có một số kinh nghiệm thực tiễn qua cái quá trình đúc kết của mình chia sẻ cho mấy anh em. Thì mấy anh em xem cái video này thì thấy có nó thiếu hụt chỗ nào thì bổ sung cho mình. Thứ nhất là cái yếu tố quyết định sự thành công ở trong cái nuôi chim sinh sản là cái sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh là cái yếu tố đặc biệt quan trọng nhất. Tại vì khi nào mà yên tĩnh là chim mới bắt đầu đẻ, giống như một con chim vào rừng. Nó sẽ lựa những cái cây nào mà ít người qua lại, không có người mà tiếp xúc nhiều á thì nó mới đẻ. Nó sẽ lựa thế nó đẻ, chứ không phải là cái cây nào nó cũng đẻ. Đó gọi là yên tĩnh. Còn không quậy phá là không có cái sự động chạm của các con vật khác hay là con người chúng ta. Ví dụ như chúng ta nuôi chim sinh sản như này nè. Đó, lúc trước á là mình bỏ cái lồng nó sát dưới đất, là mình nghĩ bỏ sát dưới đất á là con chim nó ăn đất luôn á, là mình khỏi phải bỏ đất cho nó ăn, còn lại nó ở dưới đất nó tốt. Rồi mình bỏ hở ở đây, mình bỏ hở một cái góc này đó, mình bỏ hở cái góc này thì đâm ra cái con chim nó không ấp, vì cái lý do là nó hở con người mình đi qua đi lại nhiều á. Rồi mình bỏ dưới đất á là chuột nó chui vào, nó lựa cái kẽ hở của tôn á, nó chui vào rồi nó đục lỗ, nó chui vào tùm lum hết, nên là nó quậy phá rồi nó ăn vô đó, rồi nó ăn lúa ăn đồ nó xả tùm lum hết, rồi nó vô nó quậy chim mẹ nó bỏ ấp đó. Còn cái vấn đề mà người đi lại cái quay lại là hạn chế tối đa. Như từ ngày mình bỏ lên này mình treo lên trên cao, cái là bắt đầu mình che hết ở phía trước, còn ánh sáng thì nó sẽ lùn ở phía dưới nó đi lên. Như vậy thì chim nó vẫn có đủ cái độ sáng. Còn ngày nào nắng mình lâu lâu mình mở hé cái tấm bạt ra cho nó phơi nắng thôi. Cái hạn chế con chó con gà nó qua lại nó sủa rồi nó cào nó cấu là sẽ ảnh hưởng tới chim. Chim nó không ấp, nó bỏ ấp. Cần cái sự che chắn rồi tỉ mỉ, hạn chế gió. Ví dụ như bây giờ mùa này là mùa gió này, là bắt đầu mình hở ra là chim nó bị gió lạnh, nhất là chim con mà ví dụ như nó nở ra mà trúng cái mùa gió lạnh là nó sẽ lạnh, dẫn đến là có khả năng là nhiều con nó chết. Với lại là lạnh nữa là chim mẹ nó nhiều khi nó bỏ ấp. Còn cái vấn đề ăn uống cũng là rất là quan trọng trong cái khoảng thời gian chim ấp và cái khoảng thời gian mà chim đẻ thì mình cho ăn uống đầy đủ cám, nước, kê, lúa mè gì đó, phụ cấp, đồ khoáng cho nó đầy đủ để nó phát triển bộ trứng và nó ấp con thì tỷ lệ phôi nó ra nó cao. Còn khi mà chim mà nó ấp á, thì mình cho nó ăn lúa thì để cho con chim mẹ với con trống đó, hai con chim giống của mình đó, nó bớt sung đi là nó sẽ không có xảy ra cái hiện tượng là đá lộn. Thường thường là nếu mà nó sung quá, gọi là trống sung quá, mái sung quá là nó vẫn có hiện tượng đá lộn. Hai con trống mái đá lộn với nhau thì sẽ ảnh hưởng là và nó bổ. Nói chung là nuôi này nó cũng có nhiều cái khó và nhiều cái dễ. Cái dễ là mình yêu cầu á, cái điều kiện cần để nuôi chim sinh sản á là mình cần có chim giống. Chim giống thì có bao gồm chim trống và chim mái. Chim trống thì khoảng tầm 1 năm tuổi và chim mái cỡ đó. Đúng ngoài tự nhiên thì khoảng tầm 6-7 tháng là nó đẻ rồi, nhưng mà mình nuôi cỡ tầm 1 năm cho nó cứng cáp, chim mình dễ ghét. Chuồng nuôi thì kích thước như bên mình nuôi thì chiều đứng này. Chiều đứng này là 80. Còn cái chiều rộng á, đây, chiều rộng là chiều này đây, là 60 cm. Còn cái chiều dài của cái lồng là 90. Đây, cái chiều này là 90.
đó bên mình thì nuôi kích thước nhỏ vậy thôi, chứ không có nuôi rộng. Đây là nó đủ đảm bảo để nó đẻ rồi. Cái khu vực nuôi nữa, cái khu vực nuôi thì nếu mà mình nuôi nhà thì tốt nhất thì lựa cái thế nào mà nó có cái ánh nắng sáng nó rọi vào để thuận tiện cho chim phơi nắng. Còn như mình đây thì mình nuôi ở ngoài trời, không gian này. Đây rừng núi đó, mình nuôi ở ngoài trời trai bạn kỹ lưỡng rồi làm mỗi cái chuồng chim thì mình khóa lại. Nói chung nuôi ở đâu cũng được hết á, quan trọng là đừng có động chạm gì tới nó được. Cái dễ của nó là nó sinh sản liên tục, mình đã ghép được rồi là nó sinh sản liên tục. Tách chim con ra khoảng tầm một tuần sau là chim mẹ nó đẻ lại. Đối với những cặp chim mà đã ghép được và nếu mà mình ghép được thì nó mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Giống như chim mã lai thì một cặp vài triệu, hay là chim thái cũng thái tốc độ hay là thái nhiều hậu thì nó cũng tầm giá của nó cũng phân khúc từ 1 triệu trở lên. Đối với cặp chim câu thái bông thì nó theo màu vài trăm ngàn cho tới 1,5 triệu là cao rồi. Có những dòng mà nó cao cấp hơn thì nó khoảng tầm 1,5-2 triệu thôi. Còn cái khó của nó là đá nhau. Chim trống và chim mái nhiều khi nó ghép được với nhau rồi nó vẫn đá nhau như thường, gọi là nó xông quá đó. Hay là có một chim lạ nào đó nó chơi nhiều là bắt đầu nó căng lên là nó đá lộn. Nó đá lộn thì nó dẫn đến bỏ ổ. Mà bỏ ổ thì coi như là chúng ta nuôi chim thất bại. Thôi mình kết thúc video ở đây. Nói chung là đây một số kinh nghiệm chia sẻ cho mấy anh em thôi. Có nhiều thiếu hụt mấy anh em lượng thứ bỏ qua.